tượng của ông An Dương Vương cầm nỏ thần, thánh tổ binh chủng pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa đó anh chị. Nó được khánh thành vào cái đặc điểm của cái da thôi, là cái da màu mộc. Mình nghĩ cái đó là cái hướng giải thích có vẻ thích hợp nhất. Thập niên năm 90 của thế kỷ trước là con đường này, con đường Sida đầu tiên lên Sài Gòn đó. Mặt thì cứ ngơ ngác ẩn ra, nhìn nhà, cửa, phố, xá, xe, cộ. Hello anh chị, xin đi đoàn hôm nay thì cũng muốn mời anh chị chúng ta cùng nhau lang thang một con đường rất là quen thuộc anh chị. Trước khi đi thì xin đi sẽ mô tả ngay chỗ mình đứng ở đâu để anh chị dễ hình dung anh chị ha. Xin đi đang đứng trên đại lộ Quang Kiệt, xưa kia là bến Hàm Tử anh chị. Mép bên tay trái chúng ta có một cái cột nước rất là lớn, đó là Đại Thế Giới. Phía trước mặt chúng ta đó là cầu Nguyễn Duy Phương. Và con cầu Nguyễn Duy Phương này nó sẽ nối qua quận 8, thông qua cầu Chánh Hưng, con đường Phạm Hùng. Nó qua những cái kênh như là rạch Ủ Cây, kênh Đôi để về cái hướng quận 8, chợ Ba Đình đó anh chị và các bạn. Và mé bên tay phải chúng ta có một cái dòng kênh, đó là dòng kênh Tàu Hủ, mé bên kia là quận 8. Thì hôm nay Sunny sẽ mời các anh chị và các bạn mình sẽ đi con đường Nguyễn Duy Phương nha anh chị ha. Con đường Nguyễn Duy Phương rồi đi vòng mình sẽ tới cái khu vực Hồ Kỳ Hòa, ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự đó anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi với lại Sunny đò. Bữa nay thời tiết thì mây mù rất là nhiều. Chuyến đi của mình vào lúc khoảng 8 giờ sáng anh chị. Rồi bây giờ mình đi ngắm phố phường cùng với Sunny nha, để mình coi lại con đường Nguyễn Duy Phương. Bây giờ thì nó có những cái đường dẫn để lên cầu anh chị, nó cũng rất là dễ dàng khi mình đi qua bên quận 8. Nếu mà chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ về quận nhất, hầm Thủ Thiêm. Nhưng mà Sunny sẽ rẽ bên tay trái nha anh chị. Hên quá, ở trước có đèn xanh, còn 15 giây. Mấy hôm nay thì nó về kỹ thuật nó cũng hơi trục trặc. Khi mà cái camera nói liên thuyên bất tận, nhưng mà khi mà về kiểm tra lại camera tự nhiên nó ngắt, nó không có ghi. Buồn ghê. Có những chia sẻ rất là hay mà nó không thu thì như thế nào, nó không record lại anh chị. Như anh chị cũng biết, đây là bến Hàm Tử. Từ ngay chỗ quận nhất mà về tới chợ Năng Si đó là bến Chương Dương. Còn Năng Si tới Hải Thượng Lăng Ông là bến Hàm Tử. Còn xuống giữa tới đến Lò Gốm là Lê Quang Liêm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng nha anh chị ha. Đi con đường Nguyễn Duy Phương, trước mặt anh chị đó là con đường Đồng Khánh, nay là con đường Trần Hưng Đạo. Nếu mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta sẽ về ở cái khu Đại Thế Giới, một cái khu casino ngày xưa đó anh chị. Nãy giờ quên chạy chậm để anh chị cho nhìn cho rõ ràng. Mấy trước mặt của anh chị đó là con đường Nguyễn Trãi. Và song song con đường Nguyễn Trãi này mình có một cái bệnh viện Nguyễn Duy Phương. Và con đường này có hàng cây kéo dài rất là đẹp, đặc biệt là con đường Minh Mạng ở chỗ nhà thờ ngã 6 đó anh chị, chợ lớn đó. Cái nhà thờ với lối kiến trúc cổ xưa rất là đẹp. Sunny cũng đã từng đi bộ con đường Minh Mạng có hàng cây đó rồi.
rất là lâu rồi Sunny không có quay cái buổi sáng. Phía trước mặt anh chị đó là con đường An Dương Vương, mé bên tay phải thì chúng ta sẽ ra chợ An Đông. Xưa kia nó tên là Thành Thái anh chị. Nói đến cái khu ngã tư này An Dương Vương và Nguyễn Tri Phương thì cái khu này bán xe gắn máy anh chị. Có rất là nhiều hãng Suzuki, Honda, Yamaha, Yamaha rất là nhiều. Con đường một chiều phía trước mặt đó là con đường Hùng Vương để chúng ta về nhà thờ ngã sáu Chợ Lớn đó. Bên tay trái thì chúng ta sẽ có một ngôi trường Trần Khai Nguyên. Tất nhiên là ngày xưa thì nó có một cái tên khác với lối kiến trúc của Pháp anh chị. Và xa xa chúng ta không quên ngắm nhìn lại cái bồn binh giao nhau giữa những con đường nay là Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Ngô Gia Tự, xưa là Nguyễn Tri Phương, Trần Hoàng Quân và Minh Mạng. Và chúng ta để ý trên cái cột của tượng thì mình có tượng của ông An Dương Vương cầm nỏ thần, thánh tổ binh chủng pháo binh của Việt Nam Cộng Hòa đó anh chị. Nó được khánh thành vào 1 tây tháng 11 năm 1966, cũng tới giờ cũng là 50 mấy năm rồi anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới con đường Nguyễn Tri Phương này để đi ra Trần Quốc Toản, nay là 3 tháng 2. Đối với con đường này thì mình có những cái điểm mà mình cần lưu ý, đó là một cái nơi đó nhà hàng Quý Thành. Chiều chiều mình ra đây mình có thể là thưởng thức nhâm nhi một vài lon bia và một tí hải sản tươi sống. Và đặc biệt ở đây thì nó có những cái món rất là ngon, đó là chè Thái anh chị. Và không quên, chúng ta đi ngang một cái chợ, con đường Hòa Hảo. Và không quên, đó có một cái chợ, đó là chợ Nhật Tảo. Chợ Nhật Tảo ngày xưa, nó có một cái tên là chợ Cây Gia Bà Bầu. Đối với Cây Gia thì chúng ta có rất là nhiều cái địa điểm mà chúng ta nhớ. Đó là Cây Gia Xà, Cây Gia Bà Bầu, Cây Gia Thằng Mội. Và Sunny cũng giải thích thêm Cây Gia Thằng Mội đó là cái chợ Thái Bình ngay chỗ Cống Quỳnh anh chị. Và Cây Gia Xà khu vực Bà Hôm, Phú Lâm. Và bây giờ nó còn tồn tại một cây gia rất là lớn ở công viên Bách Tùng Diệp cả trăm năm, đối diện lại tòa án Sài Gòn năm xưa. Cái giá bà bầu này thì Sunny chợ Nhật Tảo đó anh chị, thì Sunny cũng đã quay rồi. Thì hỏi nhiều nơi thì những cái tiểu thương trong chợ thì họ không biết anh chị. Nhưng mà mình nghĩ rất là đơn giản thôi. Cây gia ngày xưa nó có, anh chị biết là cây đa đó anh chị, nó sần sùi và nó có thể nó phình ra. Và từ đó người ta đặt theo cái địa danh, cái mấu chốt nào đó, cái đặc điểm của cây gia thôi, là cây gia bà bầu. Mình nghĩ cái đó là cái hướng giải thích có vẻ thích hợp nhất. Nó có những cây gia, mình qua đường nha anh chị ha. Đây là con đường Bà Hàng, đi ngang con đường Bà Hàng. Hiện tại là một số cái tài liệu nói cây gia xà ngày xưa là có một cái bàn thờ trên cây gia đó. Nhưng mà bây giờ do quá trình đô thị hóa thì cây gia nó bị chặt rồi. Và nếu mà chúng ta sẽ đi vào chợ Vườn Chuối thì chúng ta sẽ thấy một cái bàn thờ thờ cúng nghi ngút khói ngay chỗ cây gia men theo chợ Vườn Chuối đó anh chị.
Điều đó để nói là Cây Gia một cái địa điểm rất là linh thiêng. Như ngày xưa anh chị thấy về quê thì chúng ta sẽ thấy có những cái miếu thờ ngay chỗ Cây Gia. Trước mặt chúng ta đó là con đường 3 tháng 2, xưa kia là con đường Trần Quốc Toản. Thì nếu mà chúng ta đi thẳng là chúng ta sẽ có con đường Nguyễn Duy Phương, có nhà thờ Đồng Tiến. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải nha anh chị. Bây giờ cái khu vực này thì nó có một cái cầu vượt cũng rất là dễ dàng cho chúng ta đi băng qua cái ngã tư này. Mé bên đi trái á, là ngày xưa là chợ cá nha anh chị, bây giờ nó trở thành một cái mall. Nó có tên là Satra Spark. Và mé bên tay phải là con đường Lý Thái Tổ để chúng ta sẽ về bục ngã 7 Lý Thái Tổ. Từ con đường Lý Thái Tổ này đi thẳng thì chúng ta ngã 6 Cộng Hòa, ra con đường Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ đó anh chị. Và chuẩn bị tới lễ Phật Đản rồi, ngay chỗ tổ chức rất lớn. Và cái địa điểm mà Sunny cũng muốn giới thiệu anh chị thông qua một cái clip Sunny đã quay đi bộ, đó là Việt Nam Quốc Tự. Khi mà vượt đi bên hông cái cầu này và đi đến chỗ theo trục lộ Trần Quốc Toản này, chúng ta sẽ tới một cái ngã tư. Đó, ngã tư là Sư Vận Hạnh. Mé bên đây trái nếu mà Sư Vận Hạnh thì anh chị nhớ là sẽ đi qua chùa Ứng Quang nè, băng qua những cái giao lộ như là Minh Mạng, Trần Hoàng Quân là Nguyễn Chí Thanh đó anh chị, để ra chợ An Đông, hồ bơi An Đông ngày xưa. Mé bên đây trái là có, bây giờ nó có một con đường Sư Vận Hạnh nói dài. Ngày xưa theo các cô chú chia sẻ, đối với con đường Trần Quốc Toản này, mé bên đây trái là một cái bờ tường của cái đất của quân đội ngày xưa. Nhưng mà sau này nó là một con đường Sư Vận Hạnh nói dài, nó có cụm dân cư để ra con đường Tô Hiến Thành đó anh chị, để về cư xá Lữ Gia hoặc là cư xá Bắc Hải. Rồi chúng ta băng qua mé bên phải là Sư Vận Hạnh nha anh chị ha, để về cái hướng quận 5 chợ An Đông. Đối với con đường này thì Sunny nhớ nhất những năm thập niên năm 90 của thế kỷ trước là con đường này, con đường Sida. Con đường Sida lý do là họ bán đồ Sida đó anh chị. Những cái hàng mà quần áo viện trợ, hàng xài rồi đó. Rồi các tiểu thương qua Campuchia nhập về phân ra nước 1, nước 2, nước 3 thế là treo lên bán thôi. Và lúc đó thì kinh tế cũng khó khăn, nên chính vậy là Sunny cũng ưa ra đây nè, đạp xe đạp ra đây lựa một số đồ. Sunny cũng xin phép anh chị mình sẽ quẹo con đường Lê Hồng Phong, xưa kia là con đường Bê Trúc Ký, để chúng ta quẹo ngã 7 Lý Thái Tổ, để anh chị hình dung ngã 7 Lý Thái Tổ trên con đường Bê Trúc Ký này. Sau đó mình quẹo lại, mình đi mé bên kia đường để ra Hồ Kỳ Hòa nha anh chị. Vòng vòng buổi sáng thì chở anh chị đi vòng vòng. Tất nhiên là mình chỉ ngồi lên xe Sunny, chỉ tưởng tượng thôi. Anh chị có thể giờ này là nếu mà anh chị định cư ở nước ngoài á, thì giờ này mới đi làm về, thì có thể là mình ăn tối rồi cùng gia đình vui chơi và mở TV lên, rồi mình sẽ cùng đi chơi với Sunny. Còn nếu anh chị ở tỉnh á, thì có thể là đang nhâm nhi một ly cà phê buổi sáng. Sunny sẽ vòng cái bùng binh ở ngã 7 này anh chị ha. Để ôn lại kỷ niệm thì ở đây nó có một ngôi chợ, chợ phường 10, quận 10. Nhưng mà ngày xưa nó có cái tên rất là hay, đó là chợ Chuồng Bò. Lý Thái Tổ, cái này là Ngô Gia Tự, xưa kia là Minh Mạng, Bê Túc Ký, Lê Hồng Phong. Và trước mặt là Lý Thái Tổ để về ngã 6 Cộng Hòa. Đây là con đường Điện Biên Phủ, xưa kia là Phan Thanh Giảng. Đó, vòng vòng. Nhiều lúc á, chính vì làm cái YouTube này rất là hay,
mình làm mình muốn thổi hồn lại, mình muốn tìm lại những cái địa điểm xưa, ngày xưa nó như thế nào, ngày nay như thế nào. Thì một số anh chị, đặc biệt những cô chú lớn tuổi đã chia sẻ cho Sunny rất là nhiều. Và tất nhiên là mình phải tham khảo, bây giờ nó cũng rất là dễ dàng so với xưa, mình có internet, mình hỏi Google đó anh chị. Sunny gọi đùa là coi như anh chị Google. Thế là mình ra một số cái tài liệu đọc nghiền ngẫm nghiên cứu. Khi mà đọc nghiền ngẫm nghiên cứu, nó ra một số cái tài liệu rất là hay, và từ đó mình sẽ yêu Sài Gòn nhiều hơn. Đôi khi Sài Gòn nó cũng làm cho mình rất là bực bội, nhưng mà song song đó nó có những cái tài liệu nói về Sài Gòn, một cái quá trình hình thành hơn 300 năm của cái vùng đất Sài Gòn ngày xưa. Hay lắm anh chị. Trước mặt anh chị đó là một ngôi chùa rất là lớn, có tên là Việt Nam Quốc Tự, ngay chỗ con đường Bê Túc Ký và Trần Quốc Toản. Nếu mà chúng ta đi thẳng con đường này thì chúng ta sẽ băng qua ngã tư Cao Thắng nè, rồi chúng ta tới ngã sáu Dân Chủ, là ngay chỗ Lê Văn Duyệt, Hiền Vương và Yên Độ đó anh chị. Bây giờ là Cách Mạng tháng 8, Võ Thị Sáu và Lý Chính Thắng. Chúng ta quẹo lại, chúng ta sẽ đi tới đèn xanh đèn đỏ và quẹo phải con đường Bê Túc Ký anh chị ha. Xưa kia đây là nó có một cái nơi khu vui chơi giải trí là Hồ Kiều Hòa, nó giống như khu vực Suối Tiên nè, Đầm Sen. Nhưng mà bây giờ thì theo nhận định của Sunny thì nhà hàng bao vây rồi anh chị. Hồi qua nghe một số anh chị chia sẻ nói là một cái ao rau muống rất lớn, một cái ao nuôi cá rau muống rất lớn ở phía sau lưng bức tường của Khám Chí Hòa thôi. Sau này nó làm lại trở thành một cái khu du lịch. Và Sunny có rất là nhiều kỷ niệm khi mà mới lên Sài Gòn năm còn nhỏ đó, được lên đây đi chơi thích lắm, và đạp xe đạp từ Tuốt chợ Cây Quéo mà lên đây để đi chơi điện tử nè, chèo ghe. Và lúc nào cũng nhớ mãi những cái hình ảnh đó. Mà lần đầu tiên lên Sài Gòn đó, mặt thì cứ ngơ ngác ẩn ra, nhìn nhà cửa phố xá xe cộ Vũng Tàu thì nó hoang, nó vắng hơn xưa anh chị, vắng lắm. Nhưng mà khi mà đi lượt lên Sài Gòn thích ơi là thích. Bây giờ mé bên tay trái thì có những cái cụm dân cư mới anh chị, mới tối anh chị mà đã xa Sài Gòn lâu thôi. Được xây lên, và con đường này song song với lại nãy con đường mà Sư Văn Hạnh nói dài đó. Rồi bye bye anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị trong cái clip lang thang tiếp theo của Sunny. Một vài đường phố Nguyễn Chi Phương, Trần Quốc Toản, Bê Túc Ký, và chúng ta đi qua những cái bùng binh, đó là bùng binh An Dương Vương ngay chỗ Trần Hoàng Quân đó anh chị, và cái bùng binh ngã sáu Lý Thái Tổ. Rồi cảm ơn anh chị nha, hẹn gặp lại anh chị trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip sau nha. Và anh chị luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bye bye anh chị, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bye bye.